Cô với chị mang gạch ở dưới lên à? Nhà lên à? Này. Mang từ nhà lên luôn. Mang từ nhà. Cô máy đâu? Ở Măng Giang á. Măng Giang hả? Dạ. Hay quá. Lót cái này cho sạch chỉ vậy nè. Cô đây cũng sạch thôi nhưng mà nó cập kênh, cái ván hơi cập kênh. Mình có cái khăn ướt đây này mình lau cho nó dễ. Vâng. Có để khăn ướt cái mình lau nó sạch hơn. Dạ. Cảm ơn hai cô rất là nhiều nhá. Đây là rau cam. Dạ vâng. Cảm ơn cô đã nhận cho con nhá. Rồi, cứ phải kèm quay dẫn đoàn đi lên chùa Minh Thành là đi ra ngoài biển hồ biển đồ nữa mà. Dạ vâng, cảm ơn cô. Yeah. Cảm ơn chú. Cái này tôn mà nó không chịu nước, nếu mình cũng ấy một thời gian nó mục hết. Trên kia hơi cao. Đến nơi rồi các bác nhá. Ồ, quả mưa xem nào, vào nay vào nhà có bị dột không? Đây rồi, em đã mua thuộc phở bò cho bác rồi. Anh Thông ơi, anh Thông ơi, ủa sáng lại đi đâu rồi? À, giờ ăn đồ đấy, ai cả, chết rồi. Ôi giời ơi, để gạo đây, ông đun bếp mà hỏa hoạn cháy hết gạo rồi. Chết rồi. Ô, bao gạo thùng mì tôm. Không biết là kiểu gì mà lại cháy hết thế này. Ôi giời, ông đun ở chiều nay chết rồi. Cháy hết rồi cô chú anh chị ạ. Ôi giời ơi. À, hay may quá là thùng mì tôm trên này, để trên này vẫn còn. Gạo trên này vẫn còn. Mà sao dưới này lại cháy thế này nhỉ? Ôi giời, cháy gạo này. Gạo, trứng. Mì tôm mà đi đâu rồi không biết. À, mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của dâu. Thì hôm nay dâu lại tiếp tục xuống dưới cốc của thầy. Thì hôm nay xuống tranh thủ xuống xem dưới cốc thầy có cái gì không. Tranh thủ xem có dọn dẹp được cái gì thì một xíu nữa sẽ đi mua lương thực với lại kêu một người làm cửa đến cho chú U Văn Thông. Anh U Văn Thông năm nay là 43 tuổi, ở một mình trong ngôi nhà hoang. Thì trên các video trước thì cô chú anh chị mà xem thì cũng biết được gia cảnh của anh U Văn Thông rồi. Thì hôm nay em xuống cốc một xíu nữa em sẽ về đi lên xem tình hình như nào và xem cái nền như nào, thì có mua xi măng về để làm cái nền cho anh ấy. Em đo xem tình hình như nào và tính toán xem là hết bao nhiêu cát, đá, xi măng. À, buổi sáng hôm nay vẫn rất đông. Không khí rất là trong lành. Hiện tại bây giờ đang là 7 rưỡi nhá. Mới là 7 rưỡi thôi nhưng mà đã có Phật tử về rất là đông rồi. Đêm qua thì có một trận mưa. Mưa nhẹ thôi nhưng mà đường cũng tương đối là trơn ấy. Cô đi cẩn thận nha cô, đường này trơn lắm á. Dạ. Cô ở mãi đâu tới hả cô?
Bình Phước lận. Dạ. Bình Phước là xa đấy nhỉ? À. Xa lắm. Dạ. Bệnh mà nghe nói thầy hay quá vậy. Dạ. Tìm tới. Dạ. Bà đi cẩn thận nhé, không trơn lắm ấy. Dạ. Chào mấy anh mấy chị nhá. Đấy, mấy anh mấy chị sáng đã đang trộn bê tông để làm nốt cái đoạn đường vào trong cốc của thầy rồi đó. Hello. Good. Trúng chó với trúng gì trúng số. Trúng số là xíu luôn hả? Xíu luôn. Cảm ơn các chị nhiều nhá. Quay. Đừng có quay à? Quay một xíu sao đâu. Dị ứng. Quay. Dạ. Đó, đường này là đi ngon lành rồi đấy cô ạ. Mọi bữa thì cũng hơi trơn. Dạ. Đường hôm nay là khô ráo rồi, đi được rồi. Đấy, ngay đâu rồi bạn? Cốc ngay đây luôn rồi. Dạ. Không khí trong lành quá. Ồ, buổi sáng này thật là trong lành. Con chào mấy cô, mấy chú nhá. À, gạch này xếp như này rất là ok rồi. Để cho đỡ trơn trượt. Đó, cái là quen rồi. Cho ăn mấy hạt cám là vô rất là đông luôn. Ôi. Cho cá ăn rất là hạnh phúc, cảm giác mỗi lần mình cho cá ăn cảm giác rất là an nhiên luôn. Thế thôi, mỗi lần cho ăn một xíu thế thôi. Cho ăn nhiều quá cũng không tốt. Em cứ ra đây xem là nay có bị con cá nào chết không. Có con nào chết thì em sẽ vớt lên cho nó sạch sẽ nha cô chú chị. Hiền quá, hôm nay không có con nào. Tuyệt vời rồi. Nay không có con nào nha cô chú chị. Hôm bữa là em có vớt hai con cá chết. Vớt hai con rồi, còn một con nữa nhưng mà chắc là ai cũng vớt rồi. Hiền quá. Ao nước rất là trong xanh luôn. Ồ, đây là ai vứt cái chai này. Chết.
mới sáng sớm nhưng mà cũng rất đông, cô chú anh chị đến rồi. Hay gì anh phải đậu trên á, để khi anh xuống nó hay cực chứ. Dạ, chạy xuống này nó hơi cực chứ. Bật lên này cũng tương đối khô rồi đó. Anh loáng vô đánh lễ xin mấy chai nước bỏ xe anh ạ. Dạ. À, hôm nay lá cây ở trên đây cũng rất là nhiều rồi. Chắc có phải dọn qua một xíu không có mục cái mái tôn. Anh, em nhờ xíu. Này mình không lấy đi là nó chặn nước ở đây, ứ lại một thời gian tôn mục hết luôn. Cái này tôn mà nó không chịu nước, nếu mình cũng ấy một thời gian nó mục hết. Trên kia hơi cao. Khúc này nó không dễ. Còn anh nha. Nào anh đưa chú vào trong cái nhà đang từ thiện xem là đi đò. Đi đò. Có gần tiếng đồng hồ. Ở bên có một cái làng ở bên đảo à? Đúng rồi. À đấy cũng nghèo anh. Nghèo. À, thì hôm nào danh sách ở đấy khoảng bao nhiêu nóc nhà? Anh không biết nhưng mà ý là phải đi qua đò hả? Qua đò. Tút ở trong núi trong qua Ria Grang à? Đúng rồi. Rồi thì bữa nào mà đi vào đấy tham quan bà con xong rồi mình lên cái danh sách. Ok nhá. Dạ. Lát hết sạch sẽ. Dạ. Như đường đi á. Bà đâu tới bà? Ở Long Thành. Dạ. Dạ. Hai bà chân đau thì loáng lên anh Nguyễn anh chở dạ. Ô tô lên giúp hai bà lên anh nhá. Phải do đường dưới xuống trơn.
Con có cái bán tải con đỗ ở ngay đầu. À, đường từ trên xuống nó tầm độ 250 m, 200, yeah. Nếu mà từ đầu đường đầu tầm 300 m đấy. Yeah. Rồi xíu nữa mà lên thì kêu anh ấy, anh có xe bán tải anh chở. À thì cho hết từ trên đầu. Không, khoảng 300 m anh ạ. Không hết à? À. 600 m đã hết rồi. Đúng rồi, cô chú anh chị mang nước xuống cho là mình đánh lễ, mình xin mấy chai về là để lấy phước. À, mấy chai vậy? Ừ, mấy người người chai chai bên đâu có được. Mẹ thì 6 chai đi. Ồ. Cô với chị mang gạch ở dưới lên à? Nhà lên à? Này. Mang từ nhà lên luôn. Mang từ nhà. Cô máy đâu? Ở Măng Giang á. Măng Giang hả? Dạ. Hay quá. Lót cái đây cho sạch chỉ vậy nè. Cô đây cũng sạch thôi nhưng mà nó cập kênh, thì bán hơi cập kênh. Mình có cái khăn ướt đây này mình lau cho nó dễ. Vâng. Có để khăn ướt cái mình đeo nó sạch hơn. Dạ. Cái đường. Cảm ơn hai cô rất là nhiều nhá. Đây là rau cam. Dạ vâng. Cảm ơn cô đã nhận cho con nhá. Rồi, cứ phải kèm quay dẫn đoàn đi lên chùa Minh Thành là đi ra ngoài biển hồ, biển đồ nữa mà. Dạ vâng, cảm ơn cô. Yeah. Ai đến đây mà không biết địa chỉ nào con dẫn đi hết mà. Ừ. Đây này chỗ nào? Đó, đó, chị xếp nước ở đây luôn chị. Xếp nước lên trên. Chị xếp luôn sạch đây cho sạch sẽ, luôn lắng cái gì em dọn qua chỗ này cho nó dễ. Cảm ơn hai cô ở dưới Măng Giang rất là nhiều. Măng Giang. À. Cô để ý cái bình bông nha, cẩn thận cái bình bông ấy. À, cô xếp cái viên gạch xịt vô một tí cho nó đẹp. Đó, đúng rồi đó, cho nó thẳng đúng rồi, ok, đó. Nhìn nó đẹp đẹp xíu. Hai Phật tử, hai cô Phật tử đã mang gạch từ nhà đến. Đó. Rồi vậy cô để nước lên đó là đúng đẹp luôn nữa. Cho thêm hai cái nước cô. Đi cả đường. Dạ. Bác cứ lấy hai ba chai đó đi đường về uống rồi mang về nhà. Dạ dạ. Lấy phước báu. Dạ dạ. Bác cứ hộp giấy cho cái hộp vui rồi. Rồi đi hai bác, mấy bác đau chân gì thì đi lên này, xe ô tô con chở luôn nhá. Bác đau chân thì lên xe có xe chở luôn. Dạ. Con nọ mẹ con từ Bắc cũng vào đây con chở lên đây thăm cốc thầy. Dạ. Dạ. Cầu mong sao u vào đây xong rồi về. Dạ, về khỏe. Mạnh rồi mình đi thực hiện cho nó khỏe khoắn. Dạ, bỏ gậy ra luôn. Dạ. Sao thế cô về đây thấy không khí đây thế nào? Dạ. Thấy nó mát mẻ. Mát mẻ hả? Dạ. À, không khí thấy thoải mái yên tĩnh. Mới ở dưới đó lên đây giờ thấy chân cẳng mình nó cũng đỡ dữ lắm đó. Mà đau chân này loáng ra ô tô con lên rồi đi lên. Dạ. Trên bà nhá, vì lên trên đấy cả 300 m đó. Dạ. À, ấy có thằng con nó chở xuống á, nó mượn. Dạ. Xe cái cô ngoài đường á, nó chở xuống chứ đi chắc không nổi. Dạ. Mà nay nó cũng mát trời nữa, nếu mà nắng thì đi cũng khổ. Và dạ. Mấy anh em cũng trong mấy nhà từ thiện cũng có làm con đường nhỏ nhỏ này nữa. Dạ. Cho bà con đi cũng thuận tiện. Dạ. Chứ hôm bữa là đường đất. Dạ. Dạ.
qua đi, đi chân cẳng. Đấy bà cứ vào đi bà. Ông đó. Bà chân đau thì. Lên đây, chạy đâu lên đi. Cả bà nó đi leo lên đi, con chở anh chở lên trên cho nó đỡ. Đỡ mỏi chân. Từ lên đi, vô đi vô thẳng được á thì mình cứ đi lên trước. Anh chờ cho bà lên xe xíu nhá. Ngồi trước đi. Em ngồi đằng trước rồi. Dạ. Anh thanh niên đi bộ thí được nhỉ? Đúng rồi đấy. Dạ. À đây anh ngồi với anh xe anh Honda này. Cô vào đi con đóng cửa cho. Bà có lên được không? Rồi ngồi xích vào con đóng cửa cho nhá. Oh. Bà nay mới lần đầu tiên đến đây hay là bà đến mấy lần rồi? Lần đầu tiên. Dạ. Đến đây được mừng quá. Vâng. Răng chùa các mẹ. Dạ. Có sức khỏe để đi tới đi. À thế nay bà có xin chai nước được không? Dạ có. Dạ đúng rồi, xin mấy chai nước. Nhiều người xa đến đây chỉ để xin nước để về chữa bệnh đấy. Có người ở dưới Phú Thiện bà nó đi lên xin cho em trai mấy lần rồi. Bà nói là em trai bị liệt cả chục năm nay mà uống hai lần là thấy vị đi được đấy. Rồi con mời bà xuống xe nhá. Nói chung là 300m mà đi từ đây xuống đấy là cũng mệt lắm đấy. Từ dưới lên là không lên nổi luôn đấy. Dạ. Dạ. Dơ xe chú ở đâu. Hello. Bà cứ nhẹ nhàng, rồi bà cứ bước lên luôn đi. Tại vì cái chân bị dạ. Gãy á, có dạ. Đó, xuống à. Rồi, được chưa bà? Dạ, rồi, cảm ơn nhiều. Em chụp hình rồi tôi với chú này cái coi. Dạ. Để chụp tôi với chú này cái coi, kỷ niệm chú thấy chú vậy thôi quá. Dạ. À, tặng cho chụp hình giờ mà anh ừ. Ba cái tặng với chú này cái kỷ niệm với chú này cái chụp hình với bác là cũng vinh dự lắm. Dạ. Trời ơi. Cái duyên gặp vậy là mừng lắm rồi chú ơi. Đây chú tên gì hả? Con tên là Dâu Vlog. Dâu Vlog. Dạ. Rồi. Về nhá, chúc mua hay bán đắt nhá. Chào béo nhá. Đi về luôn hay sao anh? Quay đi. À. À về xe đoàn nhà mình đây à? Dạ dạ dạ. Dạ vâng. Đi 6 người. Vâng. Chúc bác về thường lộ bình an nhá. Ok, trời ơi có dịp về. Thân tâm là an lạc. Dạ. Bạn bình an. Vui vẻ gặp nhiều chú à. Dạ. Có dịp mà chú đi ngang Long Thành. Vâng. Chú hỏi chú được cái hình này ra là viết hết trơn rồi. Ta nói dạ, vâng. Tới nhà luôn. Vâng. Okay. Long Thành. Dạ, dạ okay. Chơi, ra chợ Long Thành. Vâng. Đấy, sầu riêng đấy, mua ủng hộ cho chị quá đi. Để con mở ra cho. Nhiều. 2,8 kg. 2,8 kg. À, bây giờ mình sẽ vào mua cho chú Thông một tô. Chị làm cho một tô phở bò ngon ngon chị ơi. Làm mà gửi cho lấy cho U Văn Thông. Thông nào? Tết thì tao cũng thích. Thông trong đây. Hả? Đúng rồi. Biết ông Thông luôn hả? Thì làm ngon ngon xíu gì nhá. Mua cho ông thì tô ông ăn sáng. À, sau khi dâu ở dưới cốc về thì giờ là chạy qua quán mua một tô.
phở bò cho anh Thông. Xin mời cô chú anh chị và các bạn theo chân của dâu đi đến thăm anh Thông xem buổi sáng hôm nay anh đã ăn gì chưa nhé. Dạ. Bảo bà tỏ luôn cho chú. Dạ. Tỏ nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Xin mời cô chú anh chị đi theo chân của dâu. Đi đến nhà anh U Văn Thông nhá. Đến nơi rồi các bác nhá. Ồ, quả mưa xem nào, vào nay vào nhà có bị dột không? Đây rồi, em đã mua tô phở bò cho bác rồi. Anh Thông ơi, anh Thông ơi, ủa sáng lại đi đâu rồi? Ai ăn đồ đấy, ai cả, chết rồi. Ôi giời ơi, để gạo đây, ông đun bếp mà hỏa hoạn cháy hết gạo rồi. Chết rồi. Ô bao gạo thùng mì tôm, không biết là kiểu gì mà lại cháy hết thế này. Ôi giời, ông đun ở trường này chết rồi. Cháy hết rồi cô chú anh chị ạ. Ôi giời ơi. À hay, may quá là thùng mì tôm trên này, để trên này vẫn còn. Gạo trên này vẫn còn. Mà sao dưới này lại cháy thế này nhỉ? Ôi giời, cháy gạo này. Gạo, trứng. Cái tôm mà đi đâu rồi không biết. Chết rồi, không ổn rồi. Bây giờ xem là mò đi đâu rồi không biết. Anh Thông ơi. À, dâu có đến mà không biết anh lại đi đâu vào buổi sáng rồi. Và hôm nay dâu đến thì cũng qua kênh thì cảm ơn là chị Nguyễn Hiền. À, chị Thanh Hiền ở Hà Nội đó, chị có tài trợ và bảo Lâm là đưa cho Lâm mấy triệu là để làm cái cửa này này và mua thức ăn cho chú đấy. Còn 4 triệu nữa thì chị đưa cho Lâm là để láng lên này, rồi làm lại cái cửa này cho chú Thông này và mua thức ăn hàng tháng cho chú. Thì chị bảo là cứ mua thức ăn đi, lúc nào ông hết thức ăn thì lại mua cho ông ấy. Đó, qua đây cũng cảm ơn chị Thanh Hiền ở Hà Nội rất là nhiều. Và cảm ơn cô Tâm ở Thái Nguyên
đã gửi cho con 200k để làm cái nền xi măng. Đó. Cô Tâm ở Thái Nguyên là có điện thoại cho Lâm và gửi 200k để lát nền xi măng cho sạch sẽ cho anh Thông ở. Và buổi sáng ngày hôm nay lên thì không thấy anh Thông đâu, và có một cái hiện tượng cũng rất là kinh hoàng của chú anh chị ạ. Này. Anh ấy không biết là anh ấy làm kiểu gì mà nó cháy hết như thế này, rất là sợ luôn. Gạo này, bao gạo này là bị cháy rồi. Bao gạo cháy rồi thì chai mắm, dầu ăn là cháy hết rồi, sợ quá. Đấy. Thì loáng thì em phải dọn dẹp lại cái chỗ này. May mà hôm trước là em có để gạo mì tôm lên trên đây thì còn nguyên. Đó. Còn cái thùng này thì đang dở dang thì cháy. Và không biết là đi đâu. Sáng em lên thì giờ đang là tầm độ 8 giờ sáng của chú chị nhá. Thì không biết là chú đi đâu mất rồi. Do sáng sớm em phải xuống dưới cốc của thầy xem là có cái gì bẩn thỉu hay cái gì không. Em dọn dẹp xong thì em mới mua phở cho chú, thì chạy lên đây là không thấy, không thấy ở nhà nữa mà không biết đi đâu. Thì bây giờ để em sẽ gọi xem là chú ở đang ở đâu nhá. Hay là đi vệ sinh ở đâu. Chân yếu lắm, đi ra ngoài vườn sợ không vào được ấy chứ. Anh Thông ơi. Đấy, đi ra ngoài là gặp anh ấy đang đi đi vệ sinh về đấy, chân mỏi rồi. Cố lên anh. Mà hôm qua làm sao mà để nó cháy vậy? Không biết. Ý là làm sao nó cháy, lý do làm sao? Thắp nến. Anh thắp nến à? À, thắp nến bỏ trong cái thùng gạo đúng không? Ừ. Ôi giời, vậy mà nó cháy cả đêm không biết à? Không biết. Ôi giời, nguy hiểm quá. Thế thì mai đừng có thắp nến, mà thắp nến là để lên chốc cái hòn gạch nhá. Chết chết chết, thôi đi đi về thế nào. À, hôm qua là thắp nến. Thắp nến để chốc cái thùng gạo, mà nó may không gần thì bén nó cháy thì chết. À, vậy là cháy thùng gạo. Trong thùng gạo nó có mì tôm. Nguy hiểm quá. Đi rất là chậm của chú anh chị ạ. Không đi nhanh được. Đấy, hơn Lâm có 2 tuổi đấy, cô chú anh chị thấy đấy. Mới có 43 tuổi thôi mà. Do lâu rồi không có người chăm sóc, thiếu chất rồi thì bữa nay là còn thấy tỉnh táo rồi, khỏe khoắn hơn rồi. Dọn nhà dọn cửa rồi. À, cô chú anh chị cứ theo dõi cái kênh của Lâm thì chắc chú sẽ khỏe lên từng ngày thôi. Anh ấy chứ không phải gọi chú được, còn trẻ mà. Đây là nước, ở đây là hay trộm cắp lắm. Lâm định mua cho cái thùng phi. Mua cho cái thùng phi nhưng mà mấy chị nói là mua thùng phi để đây là ở đây nó lấy trộm hết. Thùng phi đây là lấy trộm hết. Thì làm mấy cái xô xách nước này thôi. Ống yếc mà ấy đây là lấy trộm hết. Ở đây hở ra trộm, hôm nọ là anh có mấy cái son gang là nó không lấy trộm hết. Một chiếc xe đạp cũ để cũng lấy trộm mất. Rồi đi vào lấy tô ăn, em mua cho tô phở bò ngon đấy. Ồ thật đấy. Từ mai không được thắp nến ở đấy nhá. Thắp nến là để cái bàn này thì được này. Để thắp nến để chốc đây làm gì nó chả cháy. Đấy, hôm qua là thắp nến. Thắp nến ở trên chốc cái thùng nhựa là bằng gạo á, nó mới cháy đây. Rồi một xíu nữa mình sẽ dọn. Cái này hôm qua ăn, em mua hôm qua cơm gà ăn xong sao không bỏ, không rửa cái thìa và bỏ cái này mà. Vẫn còn thịt gà không đó mà. Ôi, để từ hôm qua này thôi bỏ đi. Đâu, sáng nay em sao đấy. Ăn được. Đấy sẽ là mở nữa. Sáng nay em đi qua. Ôi, để từ hôm... Thôi bỏ đi từ hôm qua rồi. Cái gì đây, mở xem cái gì, cá ở đâu đây? Cá cơm hôm qua vợ đưa mà. À cái này vợ đưa à? Vợ hàng xóm cái gì? À. Vợ hàng xóm qua đưa, tất cả các cô anh đều gọi là vợ hết. À. Các con vợ qua đưa à? Vậy nhá, thì ấy ăn lấy ăn luôn. Phở bò đang nóng, ăn nóng mới ngon. Cũng gần trưa rồi, ăn được rồi đấy.
sáng ăn sáng rồi gì, sáng ăn cơm rồi gì, sáng có cơm ăn là được rồi đấy. Ồ thật đấy chứ. Mai là phải quán triệt anh này, để em đang tính là em sẽ nắng cái lần xi măng này cho anh cho sạch. Với này đang tính kêu người làm cái cửa này. Đó. Thì có chị Thanh Hiền ở Hà Nội tài trợ làm cửa rồi mua đồ ăn thức phẩm cho anh hàng ngày. Đó. Với lại cô Tâm ở Thái Nguyên là đưa 200 nghìn để mua xi măng nọ kia để lát hết cái nền khu trong này cho sạch sẽ nhá. Thì hôm nay em lên khảo sát chắc là một vài ngày nữa. Trời nắng ráo đẹp lên thì em sẽ đến em làm. Đấy. Sợ thật. Em thì đang bận quá. Bữa nay em đang bận đi làm, từ thiện ở trong kia. Qua thì đi phát quà, phát hơn 1.000 suất quà ở trong kia cho bà con. Lâu lâu mới lên thăm anh được. Chiều hôm qua mua con gà đây ăn hết chưa? Cái đùi gà hôm qua ăn hết chưa? Đừng ăn là vứt đi nhá. Đừng có để lại hôm sau là ăn không hết thì gắng ăn cho hết, không thì bỏ đi chứ. Ăn là sinh bệnh nhá. Đây đổ hết cái thịt bò dưới đấy, đổ hết vào. Bỏ gọn vào nhá, trong lắc bỏ thùng rác. Ăn xong bắt đĩa thùa thì thế là cố gắng rửa hết nhá. Biết chưa? Anh Thông nhá. Đấy đúng rồi, nay ngồi đây ăn được cho sạch sẽ nó đỡ, nó đỡ bẩn lên giường. Đấy rau thơm đấy. Em chăm trong thời gian là béo ú được ngay nghe chưa? Có sợ béo không? Hay là đang giảm cân? Ăn thì béo đẹp trai này gái. Gái này theo khổ nhờ. Có sợ gái theo không? Hả? Sợ gì? Sợ. Sợ gì? Hả? Sao sợ? Lý do? Sợ, sợ nhiều gái theo theo, tại vì mất hồn. Mất hồn à? Đầu gối thì lỏng lắm rồi, đúng không? Đầu gối lỏng này thì các em mà theo là chết. Đấy, còn nóng hổi luôn nhá. Vừa mới mua về còn đang nóng hổi luôn. Mình cho cái rau xuống dưới cho nó chín. Giờ có cô nào có theo là có ưng không? Hả? Không biết nữa. Không biết nữa. Giờ có cô nào có muốn về cái túp, một túp lèo chanh hai trái tim vàng này có chịu không? Hả? Không biết à? Đây đúng là một túp lèo chanh hai trái tim vàng, một chùm nước lã đặt hình trước là đúng bài. Này. Một túp lèo chanh hai trái tim vàng với một chùm nước lã. Đấy. Đấy còn khói nghi ngút luôn nhá. Ăn một miếng lại thêm cái miếng thịt bò vào nó mới ngon. Đấy. Còn nóng không? Đang nóng à?
sao phát biểu cảm tưởng, có ngon không? Ngon không? Ngon à? Tầm này là ăn là chưa được ăn gì nữa, tầm này ăn là đúng là tuyệt vời đúng không? Sáng nay là đẩn một hộp cơm này rồi, thế là giờ đẩn một cái này nữa là ok gì nữa. Thịt bò có giòn không? Ăn vừa tới không? Với cái thịt ở dưới lên mà ăn, ăn cái thịt trước đi. Anh ạ, với cái thịt ăn trước đi. Thịt ở dưới. Đấy, thịt đấy. Tính người hả? Có tính không? Thấy người nó rân ran luôn hả? Rồi mai em sẽ kiếm cho bà nào nhé. Tầm tuổi bao nhiêu thì vừa? Thích em độ tuổi bao nhiêu? Không biết hả? Phải ra một cái con số chứ. Không biết đâu. Cứ thích là được, cứ em nào thích là được à? Hả? Thấy em nào về đúng một túp lều tranh, hai trái tim vàng với một chum nước lã. Đấy, đặt đầu hè là đúng bài. Nhớ em dặn nhá, thắp đèn cầy thì không được để trên chốc cái thùng hay nhựa hay cái gì nhá, nó cháy. Nó cháy là hỏa hoạn là chết đấy. Thắp đèn cầy là kiếm một viên gạch, bỏ lên viên gạch. Hoặc là bỏ cái chỗ bếp, góc bếp này cho nó sáng thôi. Đi vệ sinh rồi ra ngoài đi nhá, không được đi trong nhà nhá. Nhớ nhá, dọn sạch sẽ đi, mai em đổ bê tông mà đi trong nhà chết. Mai em mua cho cái bô, được không? Ngồi nếu mà đêm mà mưa thì ngồi trong cái bô nhá. Xong sáng đổ sạch sẽ nhá. Ở nhá, sạch đẹp rồi nè, nghỉ ngơi nhá, em về đây nhá. Mai em cho người lên đo lại cửa này rồi lắng cái lèn sau nhá. Rồi cái bát vừa ăn đâu rồi, cái bát vừa ăn đâu, rửa chưa? À rửa luôn rồi à, rồi được ok nhá. Thôi em về đây, hẹn gặp lại nhá. À chào cô chú anh chị trên kênh, cái nào bye bye cái nào. Rồi ok. Rồi em chào tất cả cô chú anh chị nhá. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dâu. Thì trên kênh của Dâu có bán rất nhiều các loại mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyến chi và mật ong cà phê. Ngoài những mật ong ra thì còn có rất nhiều các loại trà, đặc biệt là trà thảo mộc. Trên tay em đang cầm đây là chè dây nhá. Chè dây có tác dụng là giúp cho giải nhiệt này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, điều trị các chứng như mất ngủ, giảm cân, căng thẳng, rất là tốt cho các bác nào mất ngủ nhá. Đây là chè dây. Còn ngoài cái phần chè dây gồm có là chè lá ổi. Chè lá ổi thì thành phần chính gồm có này lá sen, giả cổ lam, gạo nứt, và thành phần chính không thể thiếu được đó là lá ổi. Trong một túi như này là có 20 túi lọc. Cô chú anh chị có thể pha với 2 lít đến 2 lít rưỡi nước đun uống thay nước hàng ngày. Ngoài sản phẩm trà lá ổi còn có trà măng cầu. Đấy. Trà măng cầu và loại 1 và loại 2 rất là tốt. Và đây đặc biệt đây là còn tiêu này. Tiêu này là tiêu nguyên chất lấy của em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ nhé. Đó, em Thìn em trai của thầy Thích Minh Tuệ, cô chú mà ủng hộ thì cũng gọi vào số hotline để ủng hộ cho em Thìn, cô chú anh chị nhé.
ngoài những sản phẩm trên còn có cà phê đó. Đây là cà phê nguyên hạt, cô chú anh chị có thể mua về tự xay và uống lấy. Đây là cà phê truyền thống đấy. Cà phê truyền thống thì dâu có lấy của sư bá là anh trai của thầy Thích Minh Tuệ đó. Và cà phê hòa tan, cà phê sữa, giá cả như thế nào thì cô chú anh chị cũng gọi vào cái số hotline mà dâu đã ghi ở trên màn hình đó. Đây còn là mặt hàng nữa, đó là nụ hoa tam thất đó. Nụ hoa tam thất thì uống rất là tốt đấy, giúp bổ máu này, lợi cho đường, hỗ trợ cho huyết áp này, đặc biệt là đối với những người mà có huyết áp cao đấy, tăng cường trí nhớ đấy, làm việc căng thẳng này, rất tốt cho tăng cường chức năng gan, bổ máu, ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và phụ nữ sau sinh, nói chung là rất là tốt. Và cái tháng này là cái tháng Vu Lan báo hiếu thì em có về rất nhiều cái loại bánh trung thu nhá. Đó, bánh trung thu rất là ngon, các cô chú anh chị có mua thì ủng hộ nhá. Bảo hành cho các bác 3 tháng nhá. Bác nào mua thì số hotline dưới, em có ghi dưới đó. Tinh bột nghệ này cô chú anh chị có thể pha với lại mật ong. 2 thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong uống vào mỗi buổi sáng, rất tốt cho bác nào viêm loét dạ, dạ dày, hơi, rất là tốt. Đó. Ngoài ra dâu còn có rất nhiều các loại mặt hàng như là gạo nứt này, bánh trung thu, rồi thì trầm, trầm hương thấp rất là thơm. Rất nhiều các loại nông sản như hạt điều, mắc ca, đây hạt điều loại 1 này, hút chân không rất là tốt, một bì như này 500g giá 125k nhé. Đây hạt mắc ca đây ạ, hạt mắc ca rất là thơm ngon, một bì như này giá 125k nhé. Cô chú anh chị mua cũng số hotline con ghi ở màn hình. Qua đây cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hành trình của dâu và có mua ủng hộ cho dâu rất nhiều những sản phẩm trong thời gian vừa qua, thì cũng trích một phần để làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin hẹn gặp lại và chào cô chú và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.